Chào cả nhà, hôm nay thì họ tiếp tục tới để mà họ sơn cái hàng rào Nhà Trang á, tại vì mấy tuần trước á là mưa hoài không có sơn được, thì bữa nay họ nắng chồng trăng gọi họ tới liền bữa nay, chứ để mưa hoài không có làm được. À, mời cả nhà xem họ sơn như thế nào nha. Ừ, có một người đó họ phun sơn đó cả nhà, phun sơn như vậy đó. Cảm ơn chị. À, biết sao một người sơn một người tưới không cả nhà? Tại vì phun sơn đó đó là nó bay cùng hết, nên là họ sợ bay bám vô cửa của mình, tường của mình này, đất của dưới mình đó. Nên là một người phun sơn và một người phun nước rửa liên tục cho nó không có trúng cái, nó không có bám vô những cái sản phẩm trong nhà mình đó. Chồng đang nói cái chỗ hồ bơi á, cái chỗ mà thoát nước á, nó rớt cái miếng này xuống nè, rồi con robot nó ăn. Chồng đang nói rùm á, có bơi á, thấy á, phải lượm lên nặng dán vô cái chỗ đó đó cả nhà, chỗ đó nó bị tróc ra. Trang kêu chồng Trang lấy cái cây đó ra kia, người ta sơn vô cái cây đó giùm để làm cái mẫu đem ra cái chỗ tiệm sơn á, đặng họ trộn cái màu giùm Trang, trộn cái màu giùm Trang để mua. Trang với bé rùm sẽ sơn toàn bộ cái khu này mà có vẻ chồng Trang không thích, không tin tưởng Trang với bé Râm làm. Trang với bé Râm sẽ sơn bằng cọ mỗi ngày một chút chút, nó dễ. Sơn phun đó nó văng tùm lum mà cả nhà, mà Trang với bé Râm sẽ làm được thôi, chứ 3.000 đô mà đâu dễ gì kiếm 3.000 đô. 3.000 đô Trang làm YouTube 1 năm chưa được nữa đó, mà mướn người ta chỉ 2 ngày là xong. Mà họ nói xong rồi kêu chồng Trang ra để nghiệm thu coi được không, mà Trang thấy có chỗ đậm chỗ lợt, nhưng mà chồng Trang nói tại là do gỗ nó vậy á, thì Trang cũng thấy không vừa ý lắm, thấy nó sao sao đâu á. Ăn thèm bồ ngót quá, mua cái lọn bồ ngót này à, 7 đồng 06 đô la nè, nó khoảng 160 mấy ngàn à, cả nhà. Các bạn Việt Nam của Trang ơi, 160 mấy ngàn cái lọn bồ ngót để nấu canh nha cả nhà. Bây giờ Trang tuốt lá, Trang thích ăn bồ ngót lắm nhưng mà Trang trồng nó chưa có ra. Bây giờ Trang tuốt lá rồi Trang ghim cái cọng này xuống thêm thử coi may ra nó có ra không, thì mình mai mốt mấy đợt sau mình ăn liền khỏi mua. Nhiều khi một lọn này nó quá to đi chứ, mình có trồng thì chỉ cần một chút là được rồi. Giờ chân lạc cho nấu canh. Trăng lạc lợn mới này cả nhà. Rồi sao Trăng thấy, ủa lá nó rụng quá trời dưới đây nè cả nhà, nó rụng nó nằm sẵn ở trong đây nè. Nói chung cái bó này nó còn một cọng này nữa, mà làm như cái bồ ngót này nó hơi bị cũ hay sao cả nhà, nó rụng lá dưới đây quá trời nè. Đây nè, nhưng mà lá không có bị hư, cũng ngon. Đi kệ đó, được nhiêu đây rồi, nhiêu đây để nấu canh. Còn lại cái này nè, cắt cái gốc nè cả nhà, thì Trăng ghim xuống. Trăng cầu nguyện là cho lên đi. Cho lên có bồ ngót cho Trăng dùng, để Trăng ra ngoài Trăng ghim xuống. Thì Trăng có mua bịch tôm này nè cả nhà, 7 đồng 1 phao, mà cái này hơn phao là 9 đồng mấy á, là khoảng 200 ngàn Việt Nam nha các bạn Việt Nam của Trang ơi. Còn cái này là thịt ba rọi, Trang tính kho cho bé Râm muốn ăn kho. Còn thịt ba rọi bé Râm muốn ăn kho tiêu nên Trang mua cái này là 9 đô. Rồi cái này cũng 9 đô, mà cái lộn bồ ngót á thì đã 7 đô mấy cả nhà. Không, thịt 9 đô, tép tôm tép 9 đô, mà cái lộn bồ ngót thì 7 đô mấy. Thì bạn thấy giá cả nó tương đương rau với thịt cá nha cả nhà, nên là ở bên Mỹ á, giàu ăn rau ha. Mà cả nhà vào bếp với Trang nha, Trang sẽ nấu canh bồ ngót với rau xăm xăm đất. Trang nấu nước trước, thường là nấu nước trước để chế qua cho nó nhanh á. Đây là thịt kho của Trang nè, ở đây là tép tép rang, tôm rang gì cũng được. Ăn coi gì gọi. Đang ướp với muối ớt tây ninh với đường. Rồi Trang sẽ
bắt một hơi ba bếp luôn. Sau khi nước sôi lại, Trang nêm gia vị vô nước, xong rồi Trang để cái tôm nè cả nhà. Tôm Trang cắt làm đôi rồi Trang đập dập dập ra, ướp với hạt nêm với lại nước mắm, rồi Trang để vô tủ lạnh á, lại một chút xíu nữa thì nó sẽ dai. Bây giờ nước sôi rồi Trang để tôm vô. À, Trang ăn theo kiểu mẹ Trang là không có khử tỏi xào tôm trước nha cả nhà. Ăn nguyên chất đậm đà, không có dầu mỡ nhiều, không có tốt cho sức khỏe. Vậy Trang nấu hơi khác, có nhiều gia đình thì thường khử tỏi rồi trước. Vậy Trang cũng có thử Trang nấu thẳng vô vậy đó. Rồi để cái tôm nó sôi lại thì Trang thả đồ vô. Những cái tôm rang này Trang cũng đảo nó lên. Tôm sôi lại đang cả nhà, gia vị vừa rồi bắt đầu Trang bỏ vô. Bỏ rau đủ thứ vô đây, bồ ngót rồi xăm đất. Rồi, nồi canh tôm rau tập tàng ngon quá chín rồi cả nhà ơi. Trang cắt tiêu vô. Đây nồi canh rau tập tàng nghi ngút khói rất là ngon. Và đây nồi tôm rang. Tôm rang mà có chút xíu nước cốt dừa nha cả nhà. Thỉnh thoảng công có lúc Trang ăn cái loại này với rơm thích lắm. Thì Trang rang thử mà nó dính xung quanh là nước cốt dừa đó. Nó dính tùm lum cái son, mắc cười quá. Cả nhà thông cảm nha, nhưng mà nó rất là thơm, rất là béo, rất là ngon cả nhà ơi. Cái này chín rồi. Còn món thịt kho thì xíu nữa chín, xíu nữa con. Thịt kho tiêu của Trang xong luôn cả nhà ơi. Rơm, cho miếng tiêu vô con. Rồi thịt rơm học nấu ăn nha bà cô chú. Rồi ba món ngon nghi ngút của Trang luôn. Bé Râm phải tập ăn nha cái này nha con, ngon lắm luôn. Giờ mời cả nhà chuẩn bị lên bàn ăn với mẹ con Trang ha. Rồi chị bạn của Trang mới cho Trang một bịch rau nè cả nhà. Bây giờ Trang lặt ra để dùng. Rồi ở đây cái gốc đó, Trang sẽ ghim xuống tiếp của mình coi nó lên phần nào không. Rồi cho một số cây nữa. Trang rửa được một rổ rau sạch, ngon quá trời ngon luôn. Ở bên đây cái gốc á, Trang để ra ngoài, Trang coi cái nào được Trang ghim xuống tiếp, trồng lên được cái nào thì lên. Hôm nay mẹ con Trang có mâm cơm thịnh soạn luôn cả nhà ơi. Thịt kho tiêu nè, tép rang nè, thịt kho tàu nè, rau sống chị bạn cho, rồi canh bồ ngót, canh rau sâm nhà Trang trồng nữa. Quá tuyệt vời luôn. Chị bạn cho cây cà nè cả nhà, dễ thương không, cà vàng. Bây giờ Trang đi ra trồng cái với cái rau nãy Trang lặt ra nè. Còn cái đây là rau đắng, dốc trái với lại rau răm. Đó, quá trời dễ thương luôn. Cảm ơn chị Bình nha, chị Bình ơi. Cưng quá đi à. Đi ra đi kia trồng. Tối rồi, bây giờ là 7 giờ mấy rồi cả nhà. Mà vậy đó. Rồi 7 giờ mấy á. Rau đắng chị cho nè, Trang trồng tiếp vô rau đắng của Trang. Đây trồng tiếp vô đây. Ủa hồi nãy lúc ăn á Râm, mẹ có miếng rau đắng mẹ thấy có cái rễ mẹ chừa lại quên em ra đây. Rau đắng nó nhanh lên lắm cả nhà ơi. Có cái gốc ở lên rồi. Râm lấy cái cuốc đi là lợi kia. Cuốc luôn. Cái cuốc cây sẻng con hay làm với cha đó. Nổi dữ vậy. Đào cái đất đằng kia đằng mà trồng cây cà xuống. Cưng quá đi chị cho nguyên cây cà luôn. Rất là mừng khi gặp người tốt mà. Hổng Trang cũng có xin anh Trang một ít rau đắng nhưng mà ít quá. Anh của Trang chưa có lên nhiều. Nay chị bạn cho nhiều quá. Chị Trang dâm vô. Rau đắng cần nước, nó chịu nước nhiều lắm cả nhà. Trang phải trồng vô cái này nè, là nó giữ nước, thao nó giữ nước. Rau răm không biết Trang trồng đâu đi. Rau răm với dắp cá đang trồng ở trên đây.
Nè chị cho nè, có cái gốc nè. Chị dễ thương ghê cả nhà. Chị nói Trang về trồng đi, nếu mà sống thì ok, nói chị biết chị mừng, còn nếu mà không sống á thì chị cho cái khác. Đó, đây nữa nè. Trồng trồng vô. Hồi hổm lấy bên anh Trang mà sao nó chưa ổn. Trồng nó chưa có lên. Nó eo uột quá. Hy vọng cái này nó không eo uột. Đây có cái rễ sâu. Bên Trang nắng quá đây chứ nên trồng cũng không có chất lượng lắm. Nó khô, nó cháy hết trơn. Hy vọng nó ổn đi. Còn rau răm nữa. Rau răm Trang cũng trồng vô đây luôn đi. Rau răm nè cả nhà. Trồng chung luôn. Các loại rau sống đi chung một khu đi. Trong một khu đất của chị bỏ vô đây nè, có phân, có đồ tốt tưới vô luôn. Chơi đất cát. Chị cho nè, chơi đất cát rồi này, bỏ rác rồi. Hồi nãy có mấy cái răng lặt ra đó, mấy cái răng lặt ra nè cả nhà. Thấy cũng còn ngon lắm, trong diêm tiếp vô, ôi mũi cắn quá trời nè. Diêm thêm mấy cái này vô. Nhà đang lặt ăn nó còn. Rồi đất đúng. Đào ở đây nè. Nó nằm ở trong đây nè, đào đây để cây cà vô đây đi. Đào chút xíu chỗ đó để cây cà vô con. Đào đủ cái lỗ này nè, để cây cà xuống. Hồi nãy quên kể cả nhà nữa. Đang ăn cơm cái mẹ đang gọi. Mẹ đang gọi rồi cái không có quay được, cái tắt rồi, ăn xong rồi giờ ra đây làm vườn rồi quay tiếp đó cả nhà. Rồi, đừng có ấy đất tùm lum đó, hơn mấy cái kia của mẹ. Mày mà đang rễ cái gì mà. Sáng để bên kia đi, chút mày hốt vô. Sắn đất nhưng mà để bên kia đi, để đây mẹ đang trồng gì nè, nó chết hết. Trồng gì rải tùm lum dọn nhớ. Rồi để quên đó đi rồi chút hốt lại. Rồi để cây cà này xuống. Sao rơm? Đó, chị bạn để vô cái chậu nè. Đánh hai bên đánh lắm. Để ra đây đặng hái. Cái trái đang ăn luôn rồi đó. Đánh nó. Đây chị ống không chừng chị mua hay sao chị cho nguyên cái bụi này nè. Nâng nó lên như kiếm cái cây nâng lên giống vậy đó, rồi giống gì đang nâng lên gì nè, nâng cái gốc bên đây cho nó cao cao lên chứ. Quên có cái cây nào không buộc rồi mẹ, có cái cây nào không nâng cao cao giống vậy nè, nâng bên đây lên. Tưới lên đi. Trái này trái ngon quá trời nè.
rồi xong rồi râm râm hoa xả nước tưới đi con. Bên kia đang cũng có gieo mấy cây trà, chắc cũng phải đem ra đây chứ trong cái bồn đâu có sống được. Rồi râm tưới đi râm. Đó. Trang đem mấy cây cà nhỏ nhỏ của Trang gieo ra đó luôn. Giờ để Trang tưới mấy cái bồn chỗ Trang thêm, mà bé Râm tưới mạnh quá, để cho em đi tham quan cái hồ bơi vậy. Chăm sóc coi chỗ nào nó không ổn thì báo cáo cha. Đang cha dặn sao rồi làm theo cha vậy, đi kiểm tra phụ cha ra phát hiện cái gì. Bà Râm cũng hay lắm nha ông bà cô chú anh chị. Thì lúc trước ở nhà cũ có khi Râm cũng phát hiện cái này kia báo cha, trời ơi cha mừng cha cảm ơn quá trời luôn. Thì cái chỗ Râm đang coi là nó bị mẻ, nó trồng Trang có mua cái giống như xi măng của mình á, trám trám vô mà thỉnh thoảng nó sức ra hoài à, mà bên đây hả kêu thợ tới là rất là mắc tiền. Có rau đắng chị bạn cho Trang vô đây được thêm vài bữa là nó sung lắm. Dắp cá với rau rằm thì Trang tiếp tục găm vô đây nè, ngon lắm cả nhà ơi. Vài hôm là hy vọng là đừng ở nắng quá thì nó sẽ cháy hết, còn nắng ít thì nó được. Nhưng mà nói chung đất của Trang ở đây trời nắng nhiều quá nó không tốt bằng nhà anh Trang với nhà chị bạn đâu. Trang tưới nó chút nữa. Tưới nó chút xíu nữa rồi xong. Coi phụ mẹ coi hơi tắt nước. Tưới chút xíu vô thêm nước, dặm thêm nước, cần nước với rau đắng rất là nhiều nước, dặm vô, dặm thêm vô. Mà hơi sơn xong rồi vậy á cả nhà, mà chỗ đó nó nhắc chỗ đó là đậm à, thấy đâu có điều đâu. Cái khung đây nè cả nhà, thì nếu mà họ làm tốt á, thì Trang cũng thấy yên tâm, mà Trang thấy chỉ xịt lên xuống rào qua có một tiếng hồ thì cảm thấy có cây trắng cây đen, Trang không yên tâm. Thì Trang quét bằng cây cọ nhiều lần vậy mà Trang cảm thấy rất là chắc chắn, nó rất là bền. Còn xịt vậy Trang không thích. Mà chồng Trang nói là Trang với Râm sẽ không làm được, nhưng mà Trang nhất định sẽ làm được. Cả nhà có tin Trang làm được không cả nhà? Tin cho Trang like ha. Trang sẽ cố gắng thuyết phục chồng Trang. Nếu mà Trang thua thì chồng Trang thuê thì Trang quay clip cho cả nhà xem. Còn nếu mà Trang thắng thì Trang với bé Râm cũng làm ngãn chút một chút, quay clip cho ông bà cô chú chị xem ha. Thì hôm nay video cũng đã dài rồi, Trang xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.